Kính thưa quý khán giả, song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhiều năm qua, các cấp công đoàn thành phố cũng đã dành sự quan tâm chăm lo cho con của đoàn viên người lao động thông qua chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh dành cho học sinh sinh viên vừa khó học giỏi. Đúng là như vậy đó Tấn Khoa, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã là nguồn động viên khích lệ to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần để các em học sinh sinh viên vững bước đến trường cũng như nỗ lực đạt kết quả học tập tốt. Trong thời gian vừa qua, tại các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức nhiều buổi lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2024-2025. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Thấu hiểu và sẻ chia với các gia đình đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có con ở độ tuổi đến trường, chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã tổ chức buổi lễ trao 39 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2024-2025 cho các em học sinh, sinh viên là con của đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nan y. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5 đến 4 triệu đồng tùy theo cấp học. Kinh phí trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm nay được vận động từ nguồn quỹ bán đấu giá sản phẩm kết cườm của các công đoàn cơ sở. Dịp này, chương trình cũng đã trao 40 suất học bổng chắp cánh ước mơ cho các em học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Hôm nay là khi mà thấy con tôi được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh thì tôi cảm thấy rất là mừng và vinh dự. Cũng cảm ơn công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đã tạo điều kiện cho con tôi là có được một cái suất học bổng đầy ý nghĩa và có giá trị tinh thần to lớn. Đối với tôi thì là công đoàn các khu chế xuất là rất là chăm lo cho đời sống của các công đoàn viên và cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho các con và cũng là tạo niềm động lực rất lớn cho các con trong cái sự việc học tập và cũng tạo niềm an tâm cho phụ huynh khi mà đi làm ở trong công ty. Em thấy rất vui vì các công đoàn đã hỗ trợ cho em để em có thể học tập và thực hiện ước mơ của mình. Hoàn cảnh của em cũng khá là khó khăn. Mẹ em mất từ lúc dịch Covid. Em rất cảm ơn các cô chú trong công đoàn đã hỗ trợ cho em.